Tin giáo phận Hưng Hóa, thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng mến Thánh giá Hưng Hóa. Sáng thứ hai ngày 23 tháng 7 năm 2018, Hội dòng mến Thánh giá Hưng Hóa long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng 1943-2018 và khánh thành nhà nguyện mới. Thánh lễ do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha An Tôn Vũ Huy Trương, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha phụ tá An Phong Sô Nguyễn Hữu Long và khoảng gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý gì trong ban điều hành và nhóm nghiên cứu linh đạo liên dòng mến thánh giá, quý tu sĩ, chúng sinh, quý thân nhân, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Trước thánh lễ, chương trình diễn huyền của hội dòng diễn tả về giai đoạn đầu hình thành hội dòng. Đức Giám Mục Doan Maria Vũ Tất đã chủ sự nghi thức cắt băng khánh thần nhà nguyện. Cùng cắt băng khánh thần còn có Đức Cha An Tôn Vũ Huy Trương, Đức Cha Phụ Tá An Phong Sô Nguyễn Hữu Long và chị Tổng Phụ Trách Maria Mai Thị Hà. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha An Phong Sô Nguyễn Hữu Long mời gọi các chị em nữ tu mến thánh giá hương hóa, nhìn về quá khứ với lòng biết ơn để tạ ơn Chúa, vì Ngài luôn yêu thương gìn giữ hội dòng tồn tại, và phát triển đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Ngài cũng mời gọi mỗi thành viên trong hội dòng hãy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần để thực hiện điều Thiên Chúa muốn với cách thế sâu sắc hơn trong những khía cạnh làm nên đời sống thánh hiến và viết tiếp những trang sử của hội dòng. Sau phần phụng vụ lời Chúa, Đức Cha Chủ Tế Long Trọng cử hành nghi thức cung hiến và sức giàu bàn thờ. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị Tổng phụ trách họ dòng mến thánh Giá hưng hóa đã đại diện cho chị em nhân lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý ông bà cố, quý ân nhân và thân nhân đã yêu thương, giúp đỡ họ dòng trong suốt 75 năm qua.